Duy Tổ, chính thức hoàng hậu sáng tạo ra nghề nuôi tầm dệt lụa. Vào khoảng 5.000 năm trước, hoàng đế họ Công Tôn tên Hiên Viên cai trị thiên hạ. Ông là một trong tam hoàng và đứng đầu trong ngũ đế. Tam hoàng dùng để chỉ đến ba vị quân chủ đầu tiên mang tính chất huyền huyễn và thần thánh, là những người đã sử dụng các phép màu để giúp dân. Do phẩm chất cao quý nên họ sống lâu và thời kỳ cai trị của họ hòa bình thịnh vượng. Còn ngũ đế là năm vị quân chủ nối tiếp theo tam hoàng, có công khai hóa dân tộc Trung Hoa, đưa dân tộc này thoát khỏi tình trạng sơ khai, tạo ra lửa để nấu chín thức ăn, biết cất nhà, làm quần áo, trồng ngũ cốc, chài lưới, thực hiện lễ nghi và bắt đầu tạo ra chữ viết. Ông trị vì trong khoảng năm 2698 trước công nguyên đến năm 2599 trước công nguyên và là người sáng lập ra nền văn minh Trung Quốc. Sau khi hoàng đế băng hà, một đêm Rồng Thiên đáp xuống tẩm cung đón ông lên trời. Để đáp lại công lao của ông được phong thần và trở thành Ngọc Hoàng Đại Đế. Thuở còn là người phàm trị vì đất nước, hoàng đế có 4 người vợ, trong đó chính thức hoàng hậu của ông là Luy Tổ, người được phong làm tiên tầm nương nương của Trung Hoa, nữ nhân có công phát hiện ra tơ lụa, qua đó hoàn toàn thay đổi đời sống của người dân Trung Hoa từ cổ chí kim. Luy Tổ xuất thân từ Tây Lăng Thị, vì tài sắc vẹn toàn nên đã sớm nổi tiếng tứ phương. Ngoài việc xinh đẹp, nàng lại còn là người rất ham mê học hỏi và sáng tạo. Chuyện kể rằng, một hôm Luy Tổ đi đến sườn núi hái quả dại, phát hiện ra trên thân cây dâu có nhiều vật trông giống trứng chim cút, nhưng lại bao quanh bởi những sợi tơ mỏng lạ lùng. Lấy làm lạ, bà quyết định hái đem về. Chẳng bao lâu sau, những thứ quả ấy đều vỡ kén và tạo thành bướm. Bướm lại đẻ ra rất nhiều trứng, trứng lại nở ra tầm. Nhưng để nuôi lớn số tầm này, bà cần phải cho chúng ăn. Nghĩ đến những cây dâu nơi mình tìm được những chiếc kén, Luy Tổ đã đến đó và hái lá về cho tầm ăn thử. Sau khi ăn xong, tầm non bắt đầu nhả tơ óng ánh và lại trở thành kén tầm. Thời bấy giờ, con người chưa có quần áo để mặc mà chỉ quấn lá cây để che thân. Bà liên tưởng đến các sợi tơ kia có thể liên kết với nhau để tạo thành chất liệu may mặc. Bà vừa nghĩ vừa ném một ít kén tầm vào trong nước nóng và phát hiện có thể rút ra được rất nhiều tơ. Tơ càng rút lại càng dài. Hơn nữa, những sợi tơ này đặt trên da thì thấy rất mềm mại và trơn bóng, khi kéo thì lại rất dai. Phát hiện ra sự thật này, Luy Tổ bắt đầu tự mình nuôi nhiều tầm con. Hằng ngày bà hái lá dâu cho tầm ăn, tầm con dần lớn lên nhả tơ rồi tạo kén. Luy Tổ theo cách cũ thu tơ về dệt thành lụa, bà chế ra chiếc thoi dệt dùng để quay tơ lấy kén từ nhộng tầm. Lúc đầu dệt thành tấm to để quấn xung quanh người cho thật kín, rồi bà lại nghiên cứu ra cách cắt theo cơ thể người, xỏ qua ống chân, ống tay rất công phu kỹ lưỡng, rồi làm ra những bộ quần áo đầu tiên. Lúc đầu tơ lụa đều có màu trắng. Luy Tổ đã hái rất nhiều cây cỏ với đủ loại màu sắc khác nhau rồi tiến hành nhuộm màu cho tơ lụa và may thành quần áo đủ màu sắc để sử dụng. Mọi người thấy Luy Tổ có những bộ quần áo bằng tơ lụa xinh đẹp, họ kéo nhau đến hỏi. Bà chia sẻ lại quá trình phát hiện ra cây dâu và làm thành tơ lụa, đồng thời dạy người dân kỹ thuật làm tơ. Sự việc này nhanh chóng gây được tiếng vang đến những bộ tộc lân cận. Tây Lăng Vương của Tây Lăng Thị, một trong những đại bộ tộc thời điểm đó, cũng biết đến Luy Tổ là người vừa thông minh vừa xinh đẹp, nên đã nhận bà làm con. Các thị tộc khác đều kéo nhau đến xin học làm tơ, còn có cả người đến cầu hôn, nhưng Luy Tổ đều không ưng ý. Thủ lĩnh nước Hữu Hùng lúc này là Công Tôn Hiên Viên, đích thân mang lễ vật đến cầu thân. Qua mấy phen thử thách, Hiên Viên đều đáp ứng được các đề mục, nên Luy Tổ chấp nhận về làm dâu nước Hữu Hùng. Luy Tổ đi theo hoàng đế chinh chiến Nam Bắc, về sau hoàng đế đánh bại Si Vu, đánh bại Viêm Đế và thống nhất Trung Nguyên. Thiên hạ yên ổn, hoàng đế bắt đầu dạy dân chúng cách trồng trọt làm ruộng, gieo trồng ngũ cốc. Còn Luy Tổ dạy mọi người cách hái dâu nuôi tầm, ươm tơ làm quần áo. Từ đó về sau, dân chúng bắt đầu cuộc sống đàn ông cày ruộng, đàn bà dệt vải. Trải qua hàng ngàn năm,
Công việc hái dâu, ươm tơ, dệt vải, may quần áo luôn gắn liền với đời sống của người phụ nữ, là một phần quan trọng của nền văn hóa truyền thống phương Đông. Bắt đầu từ triều đại nhà Hán, trên con đường tơ lụa, văn hóa trang phục làm từ tơ lụa đã được truyền bá sang phương Tây xa xôi. Vì thế, Luy Tổ đã được người đời sau tôn lên làm tiên tầm, điều này được ghi chép trong Tùy Thư. Tơ lụa dần trở thành một mặt hàng quan trọng trên thế giới mà Trung Hoa là nơi duy nhất sản xuất ra được. Sự xuất hiện của tơ lụa khiến Trung Hoa còn được xưng là đất nước của quần áo. Hoàng bào, phục sức và các hình thêu trên trang phục của Trung Hoa đã khiến nhiều nước ngưỡng mộ. Trong Xuân Thu Tả Truyện viết, Trung Quốc hữu lễ nghi chi đại, cố xưng hạ, hữu phục chương chi mỹ vì chi hoa. Có nghĩa là Trung Quốc có lễ nghi lớn nên gọi là hạ, có quần áo đẹp nên gọi là hoa. Đây cũng là nguồn gốc của cách gọi hoa hạ hay Trung Hoa. Tương truyền rằng sau này hoàng đế Đông La Mã sai người tới châu Á và bí mật lấy được kén tằm đem về. Từ đó châu Âu mới có thể tự sản xuất được lụa tơ tằm. Các triều đại Trung Hoa sau này từ nhà Chu đến triều nhà Thanh, các hoàng hậu đều phải làm lễ tế bái tiên tầm Luy Tổ. Trong Chu lễ viết, vào mùa xuân hàng năm, hoàng hậu sẽ đích thân dẫn các phi tần trong cung đến ngoại ô phía Bắc để cử hành lễ thân tầm. Hoàng hậu không chỉ làm lễ tế tiên tầm mà còn phải tự mình hái dâu nuôi tầm, lấy việc này để khuyến khích nữ giới trong thiên hạ siêng năng dệt vải. Ở nhiều nơi, người dân còn lập bàn thờ tiên tầm, xây đền tiên tầm và tổ chức lễ hội văn hóa Luy Tổ để trân trọng và tưởng nhớ về vị nhân văn sơ tổ, người đã mang văn hóa trang phục đến cho con người.